Qua lâu quá Tâm ca hát cái trọn tướng cướp Bạch Hải Đường cho cả nhà nghe. Nhung ơi, Nhung, còn khóc âm sầm đấy em. Trời ơi, ngủ cũng không được nữa. Nhung ơi, em đâu mà con nhỏ khóc âm sầm vậy? Rồi, đi đâu nữa rồi? Trời ơi, thiệt là khổ. Ơi, Ninh đi con, Ninh đi con, ba đây con. Ơi, Ninh đi, ba đây nè. Nhung à, má ăn tôm ơi. Trời ơi, cái giọng này chắc là bỏ đi đánh bài, đánh bạc. Vợ con cây gì mà cờ bạc tối ngày, giờ nay mà cũng còn đi cờ đi bạc, khổ ơi là khổ. Ninh đi con, Ninh đi con. Ơi, ba đây. Nhi dầu tình bầu muốn thôi, tình qua muốn nữa cho rồi. Trời ơi, buồn ngủ quá trời vậy. Hả, cái gì đây? Trời ơi. Hả, tờ giấy chấm, tờ giấy chấm còn in rành rành những dòng chữ: kính gửi ông bạn thanh tra mặt tháng. Trời, khốn nạn, khốn nạn. Đúng là Nhung đã đi tố cáo tôi về nhà chức trách. Đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi, con ơi. Nhung ơi, sao em nỡ đành đón bỏ đi khi con tôi nó mới vừa lên 2 tuổi? Sao em đành quay lưng quạnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung cánh sẽ gói. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng kể từ đây ra đi không trở lại nữa rồi, còn anh thì suốt đời mang ngang khi tội nghiệp cho con khờ, nó đang còn trong lứa tuổi. Rồi ai dạy dỗ từng tim, ai chăm sóc dỗ về tràn.
lòng nhau khi chia cách một gia đình. Tôi thì đành tay cho đình sống an bài. Con ơi, con, ba sắp vĩnh viễn xa con rồi, mà không biết bao giờ mới gặp lại con. Anh Minh, anh Bằng. Anh Minh, tôi rất đau lòng khi đến đây để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn thân với nhau mà nãy tôi lại. Không sao, anh cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Có đang buồn là buồn cho con vợ của tôi thôi anh à. Con, tôi con, con ơi con hãy nín đi để cho cha cô đầy đủ nghị lực, mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách đích đến bao giờ, trong cổ hải ngục tù, trong kiếp sống lao lung. Xin anh ráng bình tâm, chút thảm trạng xảy ra tôi cũng xót xa lòng. Khi phải đến nơi đây, anh đã nhận được bức thư là anh đã hiểu đuôi đầu. Tôi không chua xót cho phận mình, mà chỉ thương hại cho con tôi phải bơ vơ. Anh Minh, còn có chúng tôi đây, có thể giúp anh được những gì chúng tôi chẳng chối từ. Trong nhiệm vụ thiêng liêng, anh Bằng, tôi được thờ tố cáo, tôi rất bàng hoàng ngơ ngẩn. Xin anh hãy thứ lỗi cho tôi, vì ngoài tình bạn tôi còn nhiệm vụ của tôi. Anh Bằng, xin anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Không có tố cáo nào chính xác cho bằng chính vợ của mình. Anh Bằng ơi, thu thật với anh, tôi chính thật là từng cướp bạch hải đường. Tôi cướp của viên người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xưa dung lụa, có đủ tiền để bạc bài thâu điếm. Rồi trong xa ngã của son phân bạc tiền, người đàn bà đã xin lòng phản trách. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng mình bạn của anh chị lại là tên tương cướp. Sát nhân giết người đọt của, cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi, chính tôi cũng thật không ngờ tôi trở thành tên tương cướp bạch hải đường, mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tội lỗi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị tới ngôi vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay thì làm sao giữ nổi một
lâu đài. Lẽ sống vô tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc rằng sẽ đổ vỡ một tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi lại tìm đường vào dòng tao ly. Có tương là tương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tổ bờ giờ ở cuối trời. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu bé thai anh trong những tháng năm đền tuổi nơi lao lý. Anh hãy yên lòng vững tâm, tình thương của vợ chồng tôi dành cho đứa bé như là tình ruột thịt. Được như vậy, tôi quỳ xuống đây, tôi lại đội ơn anh chị. Anh mai nay qua giây phút tâm tình, tôi đã hiểu lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đấy sẽ có ngày ánh nắng hối hận. Còn tôi với anh chắc sao vẫn là đôi bạn như thuở nào, hai đứa chung trường chung lớp bên nhau. Nhưng cái nghiệt là cuộc đời ngang tay chớ treo, chứ hiện tại tôi là thân cha, còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm tròn bổn phận, sau khi mình cùng nhau chúc càng tâm tình. Thưa dân, xin anh tự nhiên, tôi là tên tương cực Bạch Hải Đường, xin đưa hai tay cho anh cọc lại. Còn đây bé tôn con tôi, tôi xin gửi lại cho anh chị nuôi dựng cho nó được thành nhân.